À, hôm nay là ngày 4 tây tháng 2 năm 2023, nhằm ngày ra 14 tháng giêng nhân xuân Quý Mão. Vương Linh Mỹ Tho xin đại diện Quý Mạnh Thường Quân, em Quỳnh Ngọc Dung gửi cho em này 10 kg gạo. Nói nghe cưng tên gì quên rồi. Đào Thị Ngọc Thanh hả? Cái chân của em nó bị cưng, cảm ơn nha. Chân của em nó bị liệt hai cái chân đó, thì đi bán vé số. Hoàn cảnh này thì không có trong cái nhóm xe lăn của chị Út. À, rồi nè, cái này của chị Quỳnh Ngọc Dung gửi cho em 10 kg gạo ha. Rồi, cảm ơn Dung rất là nhiều. Ừ. Cái nhà cưng ở đâu quên rồi? Trường cao đẳng nghề chỗ phường 8 ấy ha. Rồi, bye bye.